Thưa đại chúng là mỗi năm á, nhất là cái mùa này, không cần biết là mình Phật giáo hay cái gì giáo, nhưng mà mình sống ở nước Mỹ thì mình đều hội nhập theo cái phong tục của nước Mỹ, là mình đều có cái chương trình là đi mua sắm tặng quà cáp cho nhau nhân với dịp cuối năm. Hình như cái lễ Noel đó, nó không còn riêng cho Thiên Chúa giáo nữa, mà nó trở thành là một cái lễ cuối năm, một cái ngày lễ cho tất cả mọi người sống ở nước Mỹ, sống ở nước ngoại quốc như Mỹ, Canada, vân. Thì mình ở đây thì mình tùy thuận, mình vẫn tổ chức những buổi tiệc tùng hay là mua quà cáp cho nhau. Nhưng mà đa phần thì mình suy nghĩ rất nhiều, mình phải mua gì cho người thân của mình, có phải không? Ở chùa Pháp Hòa thì hồi xưa các chú tiểu còn nhỏ đó, thì có một cái lệ là các chú sẽ viết tên tất cả các chú ở trong chùa rồi bỏ một cái chuông. Và sau đó là các chú sẽ bốc thăm để coi ai năm sẽ tặng quà cho người đó. Một người được một món quà thôi, không cần có ai. Cho nên cuối cùng ai cũng sẽ có một món quà từ một huynh đệ nào đó ở trong chùa của mình. Pháp Hòa cũng không ngoại lệ. Tên của Pháp Hòa các chú cũng viết rồi bỏ vô trong cái chuông. Nếu một chú nào đó mà bắt nhầm tên Pháp Hòa thì chú đó phải chịu trách nhiệm đi kiếm món quà gì để cho Pháp Hòa. Thì cuối cùng cái ngày đó là cái đêm đó là mỗi người sẽ được một món quà từ một cái người trong gia đình của mình, từ trong ngôi chùa của mình. Cái đó để làm gì? Để chúng ta nhớ nghĩ về nhau. Cái đó để chúng ta suy nghĩ về người đó. Ví dụ mình bắt nhầm tên của con trai mình thì mình để ý coi năm nay con trai mình nó mấy tuổi và hiện tại anh cần cái gì. Thật sự ra thì mình mua cái gì nó cũng vui, nhưng mà đa phần thì ai cũng thích mua cái gì mà người đó sử dụng được thì mình sẽ vui hơn. Cho nên nếu mà mình chịu khó suy nghĩ về người đó một chút thì mình sẽ có một món quà nào đó đại khái khá cho cái người đó, mà người đó happy, vui vẻ khi nhận. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa mình đi giảng, món quà mà Pháp Hòa nhận nhiều nhất từ Phật tử là gì quý vị biết không? Dầu cù là. Tại vì hình như thiên hạ cứ nghĩ Pháp Hòa bệnh dữ lắm. Tại vì cứ thấy đi ngoài thì chắc bệnh dữ lắm. Cho nên gặp nhau là cứ tặng dầu cù là thôi. Mà mình sức riết là mình cà lù luôn. Thật ra nhận như vậy dù một cái món quà rất nhỏ nhưng mà rất là vui. Tại vì không phải mình nhận cái quà mà mình nhận cái tấm lòng, cái sự nhớ nghĩ của người Phật tử đó. Có nhiều vị sẽ đeo cho quý thầy những cái khăn, những cái nón. Có một bác nọ thích đeo nón lem tặng cho các thầy lắm, mà chuyên môn móc cái kiểu dân cái, như cái hoa có hoa vậy. Cái Pháp Hòa bác làm vậy chi? Bác nói con thấy Phật Thích Ca đó có cái tóc quấn vậy đó. Cho nên bây giờ con cũng muốn đan vậy cái để tặng cho mấy thầy đội lên cái giống đầu Phật Thích Ca. Cái tấm lòng nghĩ đến mức độ vậy, nghĩ đến mức độ là làm sao mà cái nón cho quý thầy đội mà mình happy, mình vui vẻ. Nhìn tượng Phật thấy tóc Phật sóng sóng vậy, rồi cũng đan cái nón sóng sóng vậy, chụp này trồng lên cái nhìn giống tóc Phật. Vậy thì mình cho người khác một món quà, mà mình cho người ta một món quà mà người ta vui á, mà hình như là ai cũng sắm quà cho người khác mà mình chưa bao giờ sắm quà cho mình. Bất quá là tự đi mua mặt thôi, chứ không có ai mà đi mua xong rồi gói đã rồi cứ để tên mình lên. Rồi cái cuối cùng nó sẽ a gift for myself, món quà cho tôi. Có những người người ta tất cả sinh nhật không ai nhớ, không ai celebrate gì trơn, thì người ta tự mua cái bánh, người ta nói happy myself birthday. Rồi cái tự nói vậy là tự thổi đèn lấy thôi cũng được. Nhưng mà Pháp Hòa nói với các em nhỏ đó, cái món quà mà thầy vui nhất mà thầy tự cho mình là gì? Khi thầy làm được gì cho ai mà thầy thấy người đó vui vẻ hạnh phúc.
Chỉ cần thấy người đó cười, người đó hạnh phúc là thầy tự đã cho thầy một món quà. Món quà đó nếu mà mình chịu mở lòng mình nhận, ôi chà, mình quá trời quà mỗi ngày. Nấu một bữa ăn ngon, con cái ăn sạch dĩa, vui không? Vui. Vậy lòng có món quà rồi. Đó, thành thử ra mình làm cái gì mà một người kia vui vẻ tiếp nhận, tự mình đã cho mình một món quà vì mình đã cho người đó. Hôm nào mà Pháp Hòa có thời gian, mỗi ngày cũng tranh thủ cho mình được một cái giờ ngồi thiền, hay là lại Phật, hay là cái thời gian nào đó mình ngồi yên tĩnh trong phòng để mình đọc được một trang kinh, ngày hôm đó mà vui. Bữa nào không làm được một trong ba việc đó là tự nhiên mình thấy hôm nay cái ngày của mình nó bị thiếu vắng cái gì. Hình như là mình không có đối xử tốt với cái ngày của mình. A kind of miss. Cho nên mỗi nếu mình ngồi được ngồi yên, mình đọc một trang kinh thì tự nhiên mình thấy hôm nay mình đã tự cho mình được một cái khoảng thời gian gì đó. Cho nên đó, trong cuộc sống của chúng ta, một cái món quà mà chúng ta có thể cho nữa là gì? Đó là sự tha thứ. Sự quên đi những cái gì mà người đó làm đối với mình. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, thường thường mình có cái thói quen là hễ mà cầm, có một ông thầy ông cầm một tờ giấy lên, trong tờ giấy đó có một cái chấm đen, thì khi mà cầm tờ giấy đó lên hỏi các em học sinh có thấy gì không, thì các em sẽ nói là sao? Thấy. Ông thầy hỏi thấy gì? Con thấy cái chấm. Trong khi đó cả một tờ giấy không thấy, mà chỉ thấy một chấm đen. Thế thì chúng ta hiểu là chúng ta thường ngày chúng ta chú ý về cái gì nhất? Cái lỗi lầm của người khác nhiều nhất. Cả một tờ giấy trắng cũng thấy, chỉ thấy một chấm đen. Rồi bây giờ ngược lại nha. Nếu hôm nào cầm một tờ giấy đen lên, trong đó một cái chấm trắng, rồi hỏi các em có thấy gì không, các em sẽ trả lời dạ thấy, thấy một chấm trắng. Nếu mà mình đã sống bằng cái cách kia là quên hết tất cả cái tốt của người ta, chỉ thấy cái điểm dở, thì bây giờ mình lật ngược lại. Nếu một tờ giấy đen mình thấy không thấy, chỉ thấy chấm trắng, thì cũng quên hết những cái lỗi của người đó mà thấy được cái tốt của người đó. Cũng giống như trong kinh Đức Phật dạy, người mà lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, suy nghĩ không dễ thương, mà trong tâm tư còn một chút dễ thương, thì người có trí đừng có quan tâm ba cái không dễ thương kia, mà chỉ nên để tâm tới một chút dễ thương còn lại của người đó. Nếu mình chỉ thấy, không thấy tờ giấy trắng mà chỉ thấy cái chấm đen, thì bây giờ ngược lại, không thấy tờ giấy đen mà chỉ thấy cái chấm trắng, như vậy nó khỏe hơn. Đa số là mình quên tờ giấy trắng, thấy cái chấm đen. Và bây giờ nếu mà mình suy nghĩ lại là à, cả một tờ giấy đen mà chỉ thấy cái chấm trắng. Có nhiều khi á, tiếng Mỹ nó có câu if you do something good nobody remember, if you do something bad nobody forget. Nó lạ vậy đó. Thì bây giờ mình có thể thực tập một món quà cuối năm cho mình là mình hãy tha thứ. Đây, mới vừa rồi có một vị viết cho Hoàng cái thơ: nếu mình giận một người nào đó, nếu mình giận một người nào đó mà mình thề mình không bao giờ tha thứ cho người đó, rồi bây giờ một ngày kia mình biết là người đó chết, mà bây giờ mình không thể tới tận ngay cái đám tang người đó để mình tuyên bố một câu là mình tha thứ cho người đó, vậy thì mình ở trong nhà mình tự trong tâm tưởng của mình nói lời tha thứ được không? Thì xin thưa đại chúng, câu trả lời là được. Tại sao? Tại sao? Tại vì nếu nói trên phương diện giao tiếp thì tâm mình thường
hằng nghĩ nhớ đến người đó qua cái sự ghét của mình, thì người đó cũng biết, họ cũng để trong lòng họ rằng mình đang ghét họ. Hai luồng tư tưởng đó gặp nhau. Rồi lúc đó mình tuyên bố là tôi đã xả bỏ cho anh rồi, cho chị rồi, cho bác rồi, cho cô rồi. Hãy tha thứ cho nhau. Và người mà, cái người mà benefit nhất, cái người mà được lợi nhất là chính bản thân mình. Giây phút đó mình đã không còn một sự nặng nề nào nữa trong tâm hồn của mình. Cho nên mình quên đi cái sự mà thù hận, cái sự mà xấu dở của người, thì mình sẽ làm cho người đó dễ chịu. Mình quên đi cái gì? Mình quên đi cái bệnh tật. Con người mình nó không bệnh thì tật, bệnh thì chữa được mà tật thì khó chữa. Cho nên người nào mà thâm căn cú đế quá, ta nói trời ơi cái tật lớn ghê vậy đó. Thậm chí ta nói cái tật lớn hơn cái tuổi. Và thậm chí gì? Tật cao bằng tuổi. Tuổi cao nào tật nhiều chuyện đấy. Nhưng mà thưa đại chúng, tật là gì? Những cái thói quen thôi. Mà một con người mình sống mà lúc nào cũng cứ nhớ bệnh, nhớ tật hoài, thì mình cũng không có thể nào vui vẻ được. Cho nên cái thứ hai mình cần quên là quên đi những cái bệnh tật để mình vui vẻ, mình sống. Nói như vậy có nghĩa là không quên thì không chữa bệnh, không phải. Vẫn chữa bệnh, vẫn biết mình có bệnh, nhưng đừng để tâm lo lắng sầu não về bệnh tật. Bởi vì bệnh tật là một sự thật, mà mình lo lắng về nó nặng hơn. Cho nên thường thường mấy cái người mà người ta bệnh á, mình đi vô mình đừng có nói cái chuyện vậy, kiếm chuyện vui, chuyện đó để cho người ta thoải mái trong cái giây phút đó. Thường thường ở Việt Nam mình, một con nít mà nó sốt á, là thường thường mình làm gì? Mình lấy khăn mình úm. Nó càng sốt mình càng quấn. Nhưng mà cái cách người Mỹ là khác. Con nít sốt là đem nhúng nước lạnh. Để chi? Để cho nó nhả cái nhiệt ra. Thậm chí có nhiều người á, ta lấy bông gòn, ta nhúng anh con 90 độ, thoa lên người đó cho nó bốc cái nhiệt ra. Cái người đó họ nóng quá, mình làm khác cho nó nhiệt lại. Còn mình á, con nít nó càng nóng, càng sốt, quấn. Lấy áo lạnh, lấy khăn, lấy mền rồi quấn lên, nó còn sốt nặng hơn nữa. Thì cái cách của Tây Phương chữa bệnh đó là mở quần áo đứa nhỏ ra, mà thậm chí còn đem nhúng nước nữa, cho nó xả đi cái sốt đó. Thật sự ra thì bệnh nó một con thôi, nhưng mà ít nhất mình thư thản được một giây phút. Ví dụ như năm mới nè, mình hay nói sao thôi nha, Tết nhất tới nơi rồi nha, chuyện gì bỏ qua hết nha, để ăn Tết vui vẻ nha. Tôi không muốn cái nhà này ôm sùm nha, ai không thích nhau gì là tự nín lấy nha. Tết gần Tết mình hay tuyên bố mấy câu đó lắm. Còn không thì đầu năm đầu tháng nè nha, tới nhà tôi đầu năm được đó bảy đó bạn. Thật ra thì để chi? Để cho nó có những khoảnh khắc thoải mái và vui vẻ. Cho nên là sắp cuối năm rồi, chuẩn bị một món quà cho mình là tạm quên bệnh tật. Nếu được nữa là quên bệnh, mà nhất là tật. Quên bệnh thì quên uống thuốc là nguy hiểm. Nghĩa là mình quên, nghĩa là đừng nghĩ tới nó trong một khoảng thời gian. Đặc biệt là mình phải cho mình giây phút thư thả. Cũng giống như một ngày mình làm việc, cuối cùng cũng phải buông ra, nghỉ ngơi một chút, chứ làm hoài nó chết. Cũng giống như mà cái người mà một mình lái một chiếc xe, mà lái một hồi rồi phải dừng lại cho cái bộ máy nó được có cơ hội nó làm sao, nó nguội bớn chứ không thôi nó burn. Thì con người mình cũng vậy. Mình phải chuẩn bị một món quà cuối năm cho mình là quên thù ghét, quên bệnh tật. Rồi mình phải nhớ là nhớ cái gì? Nhớ mình bình thường. Cái này cần lắm. Tại vì mình đa số mình cứ tưởng mình phi thường không. Cho nên mình sống riết cái người ta nhìn mình sẽ hơi bất thường. Quý vị biết một ông vua, ông ngồi trên chính bệ ngai vàng,
Nhưng mà buổi tối ông về, ông cũng muốn sống một cuộc sống gia đình bình thường, ông không muốn xử gì, ông không muốn phê duyệt tấu chương gì nữa cả, ông không muốn gặp bất cứ một ông quan nào trong triều nữa cả, mà ông chỉ muốn gặp vợ ông, gặp con ông, và thậm chí ông cũng muốn có một cái gia đình riêng của ông, phải không? Nữ hoàng đế cũng phải có gia đình, cũng có chồng, cũng có con. Thì bà lúc mà bà ra bà ứng việc xử nước thì cũng phải làm như vậy. Cuối cùng tối về bà cũng muốn có một cái mái gia đình của chính bà. Đó là cuộc sống bình thường. Bây giờ mình nói mình đó, sáng ra là mình quẹt, mình trét, mình làm đủ, nhưng mà tối về cũng phải bình thường chứ không lẽ trét đi ngủ. Đấy, cũng phải có lúc nó bình thường chứ, nó bất thường riết ai chịu nói. Cho nên là đôi khi mình sống là lơ lửng trên mây, lâu xuống đi xuống đất chút cho ta khỏe. Cho nên cuộc sống nó đơn giản là dù mình là ông gì đi nữa, mình cứ nghĩ mình bình thường là tự nhiên mình sẽ bình thường. Phóng vào ví dụ như á, hôm nay đại chúng đón Pháp Hòa, cái tự nhiên Pháp Hòa nghĩ, ồ trời ơi mình đặc biệt quá ha, cái bắt đầu mình sửa tướng. Thì ta thấy, ủa sao bữa nay không đi kỳ kỳ. Mà một con người, mà quý vị thấy một người mà cười nói thoải mái tự nhiên đó, tôi khoái anh này, anh tự nhiên ghê. Một cái người mà sống bình dân, ta trò dễ mái, thoải mái. Ví dụ như mình đi vô chùa, vậy quý vị sẽ rất thích ngồi với quý thầy, mà lúc quý thầy thoải mái ngồi ăn, ngồi uống trà, ngồi nói chuyện, mình cảm thấy sao cái thân tình. Là lúc đó quý vị biết là quý thầy đang sống bình thường đó. Còn lúc nào mà quý thầy lên đắp y, mình nói trời ơi khiếp quá. Ta nữ là chính một vị thầy cũng phải cũng bình thường. Nói chung là con người chúng ta là cứ sống bình thường, mà cái bình thường chính là cái thoải mái và cái nhẹ nhàng. Mình là ai? Mình có địa vị mình rất cao, nhưng mà chính mình tự cho mình bình thường, cái đó nó mới cao mãi mãi. Còn mình cho mình là cao, rồi mình tìm mọi cách mình cho mình cao, cuối cùng không còn cách nào nữa hết, cái cuối cùng mình hết cao, thì cuộc đời mình nó làm sao? Cho nên mình bình thường là tốt. Ví dụ nha, hôm nào mà bạn bè gặp mình, sao anh, lúc này có gì lạ không? Chán phèo, bình thường. Nhưng mà nếu cuộc đời mình mà quá sóng gió với mình là sao? Trời ơi trời, tôi muốn cuộc đời bình thường mà cũng không được. Thấy không? Mà quý vị nhìn đi, ăn cơm chiên, ăn bún gì đi nữa, cuối cùng vẫn thích chén cơm trắng. Uống nước Coca Cola, uống nước xa xỉ, uống nước táo, nước gì không biết, nhưng mà cuối cùng nước lạnh là số 1 đó. Nước lạnh rất bình thường, nhưng mà cái mình cần nhất trong cuộc sống. Cho nên mình sống mà mình bình thường được là mình phải nhớ là mình bình thường. Có nhiều khi mình rất bình thường mà cứ tưởng mình sao phi thường. Mình bình thường mà tưởng mình phi thường, cái ta nhìn mình bất thường. Này chơi chữ nha. Có cái ông đó, ông vô chùa, ông nói trời ơi tôi buồn ở chùa này lắm, ai cũng coi tôi thường lắm. Cái chú tiểu đó mới nói, ai mà coi chú thường là người đó kỳ vậy nha, chú phải bất thường chứ sao chú thường được. Chú cha. Ông nghe xong ông cũng thoải mái và rất là hãnh diện với câu đó. Chiều về suy nghĩ kỹ, nhát vào ông ruột chú tiểu. Nói chạy sao chú dám nuôi tôi bất thường à, thì tại nãy chú không chịu chú bình thường thì tôi phải nói chú bất thường chứ sao. Cái bà cụ kia bà mới lau nhà. Để lau nhà thì cái thầy, cái chú nọ đi vô xong sống vô mà không có chịu để ý gì hết. Cái bà kia bà mắng, cái chú này bất lịch sự nghe. Ồ, ông cười hả lên, ông nói tôi khoái. Trời đất ơi,
ông bị tôi chửi mà phái. Nói dạ tại tôi có dư lịch sự tôi mới mất. Cho nên đó là quý vị biết không, cuộc sống cái quan trọng là chúng ta biết suy nghĩ cái gì nó tích cực, nó làm cho mình thoải mái nhẹ nhàng. Mà mình cứ bất thường riết á, người mình, ví dụ người mình, ví dụ thôi, mình có một chút bất thường mà mình cứ nghĩ mình bất thường nặng, cái nó thành bất thường quá nặng, cứ bình thường. Cho nên ông Tô Đông Pha ông hỏi ngài Phật Ấn, Hòa Thượng Phật Ấn hỏi ông: Tể tướng, Tể tướng thấy Bần Tăng ngồi thiền giống gì? Tô Đông Pha nói: ông á, ngồi thiền giống đống phân bò. Rồi ông Tô Đông Pha hỏi ngược lại ngài Phật Ấn: vậy Hòa Thượng thấy tôi ngồi thiền giống gì? Hòa Thượng Phật Ấn: Tể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Ông nghe xong ông khoái lắm, ông nghĩ ông thắng Hòa Thượng Phật Ấn à. Ông đi về ông khoe với người em gái: bữa nay ông ngài Phật Ấn thua anh mà tâm phục khẩu phục. Anh nói xong ông nín luôn, ông không trả lời câu nào nữa. Rồi cái thì cô em gái nói: ông nói gì mà Hòa Thượng Phật Ấn nói gì? Thì ông kể hết câu chuyện là cô em gái mới nói: trời ơi, ông thua Hòa Thượng Phật Ấn sát giác. Ông biết cái tâm Hòa Thượng Phật Ấn là Phật, cho nên ông ngồi thiền Hòa Thượng Phật Ấn mới nói ông nhìn ông Phật, còn tâm ông toàn phân bò. Cho nên ông nhìn ngài Phật Ấn giống phân bò. Cho nên ngài Phật Ấn hỏi xong ông nói: Hòa Thượng ngồi thiền giống phân bò. Ngài Phật Ấn nín luôn, tại vì Hòa Thượng Phật Ấn biết ông tới đâu rồi. Quý vị hiểu ý chưa đó? Ông Tô Đông Pha ông bị thua ngài Phật Ấn nhiều trận. Thì Pháp Hòa kể nói như vậy là để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, cái chúng ta cần nhớ là cứ nhớ mình là người bình thường. Thật sự là người bình thường dễ sống, người bất thường khó sống. Mình là bột gạo, người ta đem làm bánh cuốn cũng được, người ta đem đi làm bún cũng được. Hay là mình là bột nếp ấy, người ta làm chè xôi nước được, người ta làm bánh trần được, người ta làm chè ỉ được, người ta làm bánh canh mè chiên cũng được. Cho nên mình là chỉ là cục bột nếp thì mình ta làm món gì cũng là mình, phải không? Còn mình tự cho mình là cái gì rồi ai dám cho mình là cái gì nữa. Cho nên mình cứ bình thường. Nên mình có hai cái quên: quên bệnh tật, quên thù ghét. Cần phải có một cái nhớ. Nhớ gì? Nhớ mình bình thường. Cái nhớ thứ hai là gì? Nhớ rằng mình phải là mình. Mình là mình thì nó dễ sống hơn là mình là người khác. Tại vì mình là người khác làm hồi cái nó lộ. Trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện, có cái ông đó, ông nhà nghèo, ông muốn được làm vua. Cho nên là người ta đưa quần áo cho của ông vua cho ông mặc. Ông không biết đường, không lâu lâu bào không biết mặt. Rồi có hoàng thượng mà lên ghế ta ngồi là ta phải bệ vệ với ông lên, ông ngồi chéo chân đó, tụi bay làm gì vậy bay. Thì đại khái này rồi thần dân người ta quỳ xuống, người ta tung hô vạn tế, thì theo đúng nghĩa hoàng thượng phải nói là sao? Bình thân. Còn ông nói: em khỏe không? Thì trong kinh Bách Vụ kể câu chuyện đó để nói rằng mình không phải là một ông vua. Bản chất không có chất vua thì mình có mặc cái gì ngồi trên ngai vàng cũng không có lộ được cái chất đó. Còn nếu mà người ta là ông vua đó mà đưa ông mặc đồ rách, ông cũng thể hiện ông là ông vua. Đó, với phim Tàu nó hát hoài đó, ông vua cải trang mà người ta nhìn đó, sao ông này có cái tướng không giống người làm. Tướng ông rất là sang trọng, rất là quý phái. Tại vì làm gì làm nó vẫn lộ cái chất vua ra. Cho nên á, mình là mình thì mình dễ sống. Mà người ta, mình cũng không có gì quê. Tại vì tôi là tôi. Cho hồi xưa người ta thường nhắc,
Tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Nếu biết dừng, mình liền dừng, thì cả đời không có nhục. Mình làm cái gì mình biết cái chừng mực, mình biết khả năng của mình. Cho nên nhà Phật thường dạy tri túc. Rồi có nhiều vị sẽ hiểu lầm là tri túc là cái gì? Là sống yếm thế, sống thụt lùi. Không phải. Nghĩa là mình biết khả năng mình tới đâu thì mình phát triển tới đó. Ví dụ như khả năng mình có thể mở 5 căn tiệm, ví dụ như đi, cứ làm. Thì khả năng mình có, nhân sự mình có, tài chính mình có, cứ làm. Hay là thậm chí mình có thể ở một căn nhà đắt tiền, có đó quyền của mình. Nhưng đừng không có khả năng mà cố đi tìm một căn nhà để cho nó bằng với người ta. Người ta đủ khả năng cho nên người ta vẫn ngủ ngon. Còn mình á, mua giống người ta mà về ngủ lụt. Tại vì lo đến tháng này tiền đâu trả. Thành nữ ra mình có cái giống nhưng mà thật trong này đánh lô tô. Thì cũng giống như vậy. Một ông thầy mà thuộc kinh á, thầy mà thuộc kinh rồi, đưa thầy lên làm chủ lễ, thầy làm ngon lành, thầy theo thú kính. Còn mình mới vô tu, mình chưa biết gì hết, mà đẩy mình ra mình run lắm, không biết mình nói có tụng có trật không. Có một cái vị đó mới vừa vô tu đó, mới vừa vô tu thì đâu có thuộc kinh đó, thì lên tụng với mấy thầy, mấy chú nè. Cái chú mới bắt bài kinh lên, cái vị đó không thuộc, cái nói, ê mày tụng bài khác, mày bài này tao không thuộc. Tại vì thì Pháp Hòa nói mày cũng giống như mình, bây giờ mình có khả năng gì là người ta đẩy mình ra, là mình không có sợ, là tại vì cái đó là khả năng của mình. Nhưng mà mình không được như vậy, mình làm vậy là không được. Ngày xưa có kể một câu chuyện đó. Trong một cái nhóm người tấu nhạc cho nhà vua, thì trong đó có một người không biết chơi đàn, không biết thổi sáo, nhưng mà lại trà trộn vô ăn ké trong cái nhóm người thổi sáo đó để được bổng lộc. Vì cái ông vua đó, ông không thích nghe những tiếng đàn riêng biệt, mà ông thích nghe hòa tấu chung. Qua một thời gian sau, ông vua khác lên, nhưng mà cái nhóm hát đàn thì vẫn còn đó. Nhưng mà cái ông vua kế, ông lại không có cái sở thích là thích nghe tấu, mà ông thích nghe đọc tấu. Cho nên ông tuyên bố, ông nói mỗi ngày mỗi người sẽ lên tấu một bài cho trẫm nghe. Khi ông tuyên bố đó rồi thì có ông trong nhóm chùn mất. Tại vì cái ông đó xưa nay chỉ là ké thôi, chứ không hề biết gì hết. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, sở dĩ mà chúng ta hơi khổ hoặc là quá khổ, là bởi vì đôi lúc chúng ta chạy theo mà cái mà khả năng mình không có. Hay là thậm chí mình quên mình là mình. Và đôi lúc đó, cho dù mình là ai, cũng không có nghĩa là mình đúng hoàn toàn, cũng có mình sai. Cho nên cái điều mình cần nhớ là nhớ rằng cũng có lúc mình sai. Ông vua cũng đâu có chắc ông nói đúng đâu. Mà thậm chí mình là một cái người mà biết đủ hết tất cả, nhưng cũng không chắc là mình biết đúng đâu. Tại vì cái biết của mình nó cũng hạn hẹp. Cho nên có điều, cái thứ ba mình cần nhớ là nhớ rằng mình có thể sai. Ba cái nhớ, hai cái quên. Rồi là hai quên ba nhớ. Quên bệnh tật, quên gì nữa? Quên thù ghét. Nhớ rằng, nhớ cái gì? Mình là người bình thường. Nhớ rằng mình phải là mình. Nhớ rằng mình có thể sai. Cho nên Đức Phật dạy rất kỹ trong cái 10 giới thập thiện đó. Muốn giảm trừ đi cái si mê thì chúng ta cần phải tu quán nhân duyên. Quán nhân duyên là quán sao? Quán nhân duyên là để thấy tất cả mọi sự vật nó đều có cái duyên do của nó, để chúng ta bớt đi sự chấp trước, vô minh, si mê, lầm lạc của mình. Sở dĩ chúng ta mê lầm là tại chúng ta không thấy rõ được vấn đề. Có một câu chuyện, có cái ông đó,
ổng đánh con ổng. Ổng kêu đứa cháu á đi mua đường, chén đựng đường, chén đựng muối, ổng đưa nó 2 đồng. Ổng kiểu qua nhà, qua cái tiệm kế bên á, mua 1 đồng đường, 1 đồng muối. Nó đi chập, nó chạy vô, nó nói ông nội, chén đồng nào mua đường và đồng nào mua muối. Ổng nói cái thằng ngu, đồng nào mà không được. Ok, rồi xách đi. Nó đi hồi nó chở vô, nó ông nội chén nào đựng muối, chén nào đựng đường. Là ông bực rồi đó. Ông bực quá, cái thằng 2 đồng bạc 2 cái chén không, thì đồng nào trả cũng được, chứ mắc chi mà đồng nào mua đường, đồng nào mua muối. Và 2 cái chén không đựng chén nào cũng được, chứ mắc chi chén đựng nào đựng muối, chén nào đựng đường. Ông tức quá, ông đè nó ra, ông đánh nó. Ba của nó đi vô, thấy ông nội đang đánh cháu, nghĩa là con của ông. Ông đánh con tôi hả? Tôi đánh con ông. Ông tự ông thôi ông. Cái thì cái ông già ông nội đó, mày đánh con tao, tao đánh con mày. À, mày đánh con tao, tao đánh thằng cha mày. Ông tự ông đánh ông. Cái câu chuyện đánh xà quần vậy đó, để nói lên cái sự mê lầm, mình không thấy rõ ai là ai. Cho nên á, tham sân si. Rồi bây giờ Phật dạy nè, tham thì sao trừ đây? Bố thí, chia sẻ. Sân là nóng giận, quán nhân, quán từ bi. Si phải quán nhân duyên. Tại vì người có tu nhân duyên là trí tuệ nó sanh, không có chấp trước mê lầm. Không có chấp trước mê lầm. Thí dụ như con mình, con mình có những đứa mà nó không nghe lời, nó hư đi, cũng phải mình đó đâu. Mình cũng phải biết rằng có hoàn cảnh, rồi nó ở trong cái môi trường bạn bè dễ lôi cuốn. Hồi nãy Pháp Hòa có nói cho mọi em Phật tử, có những đứa con tâm rất là lành, nhưng mà nếu mà các con đi được con đường mà thiện lành thì cái lành nó cao, nó vượt hơn những cái lành. Ví dụ như đấy, con ráng con đi làm, con kiếm tiền, con giúp người, con giúp đỡ người đó, cái đó cũng lành. Nhưng mà mình giúp người ta tiền của không bằng mình đi tu để mình độ cho đời. Người mà đi tu mà giúp đỡ cho người ta hết khổ đó, cái đó nó quý hơn cho người ta ăn. Tại vì cho người ta ăn rồi 2 tiếng sau người ta đói lại. Còn mình cho người ta hết khổ là cả đời người ta vui. Cho nên Đức Phật dạy giữa tài thí với pháp thí thì pháp thí cao hơn. Bởi vì pháp thí là cái giúp cho người ta giải khổ, còn tài thí là giúp cho người ta hết đói, giảm nghèo. Nhưng mà có những người trong chúng ta rất là giàu, nhưng mà ngược lại đau khổ. Thì người giàu cũng phải cần giáo pháp. Người nghèo á thì họ cần ăn, mà bên cạnh đó họ cũng tháng trời trách đất. Nhưng mà cho giáo pháp cho họ thì họ chấp nhận với cái nghèo mà họ không sanh tâm tham. Tại vì thường nghèo hay khởi tâm tham. Mà nghèo đó còn sanh ra cái tật gì nữa biết không? Cái tật là tự ti, mặc cảm, oán trời, trách người. Cho nên cái nghèo khổ vật chất, khổ luôn cả tâm hồn. Nhưng mà nếu có giáo pháp độ cho người nghèo, giáo pháp sẽ nói với người nghèo rằng đừng khởi tâm ích kỷ ganh tị. Đó là tùy hỷ công đức. Cái thứ hai, đừng khởi tâm tham, vì đời trước tham cho nên kiếp này nghèo. Nghèo mà sống thủ phận giàu. Mà nếu mà bị người ta bắt thì mình phải ở tù, phải không? Rồi đã nghèo mà nghèo hơn. Đó, cho nên giáo pháp mà có mặt thì đổ luôn được cả người nghèo, mà đổ luôn được cả người giàu. Rồi đổ người giàu bằng cách nào? Anh có tiền của nhưng anh đừng quên. Anh có tiền của thì có quên, tiền của chưa chắc làm mình hạnh phúc. Và anh có tiền của, anh nhớ có những người xung quanh mình không đầy đủ may mắn trong mình. Cho nên giáo hóa cho người giàu, biết rải lòng tới người nghèo. Giáo hóa cho người nghèo, đừng ganh với người giàu, đừng tham của người giàu. Nhận cái mình nghèo, sống với cái an phận, tự nhiên mình được người ta thương. Cho nên giáo pháp mà tới thì giàu nghèo cũng được độ. Cho nên giữa hai thí, tài thí, pháp thí thì pháp thí cao tồn. Con người chúng ta có 2 thứ. Một là sự nghiệp tiền của, gọi là tài nghiệp. 2 là pháp nghiệp.
mà pháp nghiệp thì cao hơn, bởi vì pháp nghiệp sẽ giúp cho mình giải rất nhiều những khó khăn đau khổ, còn tài nghiệp thì bất quá thỏa mãn vậy thôi, lâu lâu online check vào trong băng còn nhiêu, còn được bao nhiêu đó, cái happy quá đi ngủ. Nhưng mà lỡ mà tiền hoặc là mình mở tủ mình kiếm cho mình còn cái gì, vui nhiêu đó thôi. Nhưng mà lỡ mà ăn trộm nó vô, lỡ lửa nó cháy, lỡ nước nó trôi, lỡ con nó cạy tủ, chưa nói là nhà nước ha, chính quyền lấy đi, thì của cải nó thuộc về năm cái đó mất. Mà mất hết cho tự nhiên đau khổ. Mà nếu có pháp tài tới với mình á, thì nói sao, ồ thì ra đúng rồi, Phật nói tiền của là của năm nhà mà, đúng là ý chang. Cho nên thôi, mất cũng là một, nó thuộc về năm cái đó. Chứ pháp tài là gì? Là người có tài sản của giáo pháp. Ngày xưa Đức Phật của chúng ta một hôm là Ngài đi về thăm lại quê hương của Ngài, là thăm Ca Tỳ La Vệ, lần đầu tiên Ngài về. Thì vua Tịnh Phạn chuẩn bị đón Ngài rất long trọng. Cô Gia Du Đà La dẫn Ngài La Hầu La đứng ở trên cửa thành đón, mình tạm gọi theo đời đó, là ông xã, tức là Đức Phật á, long trọng. Thì ông vua nghĩ rằng á, là thái tử con của mình hôm nay trở thành một vị thầy của một cái giáo phái thì chắc là phải trở về long trọng lắm. Thì không ngờ vua Tịnh Phạn mất mặt quá chừng. Trời ơi, một ông thái tử mà giờ đi chân không, ôm bình bát đi ăn xin. Thì ông ra buồn quá, ông nói con ơi con đúng thiếu thì con kêu người về nói với phụ vương gửi cho con làm gì vậy con. Mặt không giống ai, cái gì mà quấn vòng vòng, cục này cục kia, rồi chân đi chân không, rồi ôm bình bát ăn xin. Nói dạ không, con đang nói tiếp ba đời chư Phật. Tại vì cái mà phụ vương cho nó có ngày nó hết. Một cái đất nước nào mà vô nó sang bằng là cũng chạy chết luôn chứ. Rồi Gia Du Đà La biểu lại La Hầu La, lát nữa đó, cái ông đó đó, cái ông đang đi đầu đó, do đa đi đó. Ôi Gia Hầu La biểu ngày La Hầu La, ba của con đó, ổng bỏ mình đi tu. Hồi con còn nhỏ đó, con không biết mặt ổng đâu, giờ mẹ chỉ cho con, lát con chạy tới con đòi ổng cho con sự nghiệp. Ngày La Hầu La còn nhỏ đâu biết gì. Thì Đức Phật đi về tới cửa thành, thì ngày La Hầu La chạy xuống rồi nhỏ nhỏ cầm giật cái y. Daddy cho con cái gì? Ba ơi, ba sẽ cho con sự nghiệp gia tài gì? Đức Phật mới nói, giữa một sự nghiệp tạm thời và một cái sự nghiệp gọi là miên viễn. Mà Ngài dùng một cái từ cho con nít hiểu mà. Một cái tiền của rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ tạm thời có chừng bao nhiêu năm thôi. Còn một cái sự nghiệp rất là lớn nhưng mà xài hoài không hết. Con muốn cái nào? Thì Ngài La Hầu La nói, ôi con muốn cái gì mà nó bự, nó nhiều, mà nó mãi mãi. Đức Phật nói, cái mà có mà tạm đó, cái đó gọi là sự nghiệp của thế gian như tiền của. Còn pháp tài là cái mà thừa tự pháp. Con đừng có làm cái người thừa tự của cải, mà con phải làm người thừa tự giáo pháp. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái nhỏ ha. Bây giờ mình có con, mình muốn con mình là cái người thừa kế đạo đức hiền lành, hay mình muốn con mình là cái người thừa kế sự nghiệp mà sống rất là mưu mô lường gạt? Không ai muốn điều kia cả. Ai cũng sẽ trả lời tôi muốn con tôi nó hành, nó đạo đức, nó đường hoàng. Đó. Thì cũng như thế, cái sự nghiệp mà chúng ta cần có là sự nghiệp của pháp tài. Tại vì pháp tài mới giải được khổ, còn tài nghiệp, nghiệp tài không giải được. Có nhiều khi của chừng nhiều chừng nào, khổ nhiều chừng đấy. Tại vì có những người ta dành. Thưa đại chúng, có một cái vị đó có tiền của lắm,
gửi về giúp cho gia đình rất là nhiều. Mới cất được cái nhà rất là sang trọng thì đùng một cái cô bệnh ung thư sắp chết. Cái nhà đó chưa ai dọn vô ở mà bây giờ bắt đầu thân bằng quyến thuộc gây gỗ, nghĩa là tìm mọi cách để chiếm cái nhà đó. Thì cái cô này cũng nghe được, cổ không cho tiếp tục, cổ nói mai mốt cổ chết chở thẳng về Việt Nam chôn ngay cái phòng khách nhà đó để khỏi ai chiếm hết. Cho nên chưa chắc mình có tiền tài sự nghiệp mà có thể giải quyết được cái gì. Còn cái pháp tài là sự nghiệp của giáo pháp, giải quyết rất dễ dàng. Có một hôm á, có một Phật tử lên nói với Pháp Hòa, thầy ở thầy cũng muốn nghe lời quý thầy á, độ sanh lắm mà sao độ sanh khó hơn độ tử thầy ơi. À mà vị đâu nói vậy mà nói sao biết không? Thầy ơi, độ chúng sanh khó lắm, tại vì con người sao, nay dày mai khác, lúc thương lúc giận, lúc buồn lúc thế. Phong Hòa mới nói chuyện đó đương nhiên, độ tử dễ hơn độ sanh. Hỏi sao vậy? Nó chết nó nằm ngay đó mình muốn tụng nhiều hay biết. Cái người chết nằm ngay đó mình muốn tụng trần, tụng trúng, tụng dài, tụng ngắn, họ không có idea, họ không có ý kiến. Còn chúng sanh mình á, còn gần nhau nói chuyện với nhau này nè, dễ giận hờn với nhau lắm. Cho nên độ sanh khó hơn độ tử, phải không? Nhưng mà nếu mà khó mà mình buông thì đâu phải là vượt khó. Cho nên chữ Việt là vậy đó, Việt là vượt, siêu Việt mà, siêu Việt là mình vượt hơn những cái bình thường. Cho nên cái tâm trí mình nó phải siêu Việt, tức là nếu độ sanh mà khó mà thối lui thì mình chưa phải là người vượt khó. Khó mà mình làm thì nó quý. Có ai mà nói là võ tòng đánh mũi đâu, võ tòng sát hổ, võ tòng sát hổ ta mới lưu danh, chứ còn nói võ tòng giết mũi cái người mà làm việc lớn mới lưu danh. Thì hôm nay nhân cái dịp cuối năm sắp tới thì Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là một món quà mình có thể chuẩn bị cho mình, và có thể không cần đợi cuối năm mà bất cứ lúc nào món quà đó cũng có, là gì? Là khi mình làm được gì cho ai, mình thấy người đó hạnh phúc thì tự mình nhận cái món quà đó. Dù người đó không cho, không nói vậy, mình đã cho mình. Cho mình cái gì? Cho mình một cái phước là mình làm được việc phước. Mình phải vui là mình đã sử dụng cái phước của mình đúng. Cho nên trong kinh Phật nói đó, hành phước. Hành phước là gì? Có phước mà biết tạo ra phước không? Có phước mà biết tạo ra phước là hành phước. Thí dụ như mình có hai bàn tay, nhưng mà nếu mình để chỉ trỏ người ta, để mắng mỏ người ta, để sỉ vả người ta, thì cái bàn tay này nó cũng có mà nó không có phước gì hết. Nhưng mà nếu có hai bàn tay này nâng đỡ, dắt dìu, chở che, ôm ấp, chăm sóc, cũng đủ cách phải không? Thì hai bàn tay này có phước. Mà người có phước vậy thì thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm, đà lá lý. Vậy thì mình là một đức thiên thủ thiên nhãn đang hiện diện trong cuộc sống này. Có hai tay à, mà cần tôi làm gì tôi cũng giơ tay tôi làm được hết. Có hai tay thôi, nhưng mà với cái tâm đại bi vô ngại rồi thì thiên thủ thiên nhãn đó là chuyện rất thiết thực chứ không có khó. Cho nên Đức Quan Âm ngồi ngay giữa bắt cái ấn, cái tượng chủ, cái tượng thiên thủ thiên nhãn, hai cánh tay chính của Ngài bắt cái ấn. Bắt cái ấn này để làm gì? Để xác định giữa con mắt thứ ba là thật trí, ngàn tay ngàn mắt xung quanh là quyền thừa. Đấy, thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm, đà ra đi. Cái đà ra đi là con mắt ở giữa đó. Còn con mắt đó gọi là con mắt thật trí, còn cánh tay là quyền thừa. Thứ hai, cuộc sống của mình có những lúc cần nhớ và có những lúc cần quên. Bây giờ tạm quên gì? Quên bệnh tật, quên hận thù, để cho những ngày tháng mình sống vui vẻ. Thí dụ như nhất đó là người nào mà lớn tuổi rồi đó nha, cái gì con cháu nó làm mình không vui, xả đi, đừng có để trong lòng.
xả cho tâm tư mình nhẹ nhõm, để nỡ mà mình có đi theo ông, theo bà, theo Phật, mình đi cho nhẹ nhàng. Mà hơn nữa cũng có cáo mình chứ ai, để tiền để của một nỗi cuộc ôm cuộc giận, uống cho nó tìm được rồi cho luôn hỷ xả. Có nhiều khi cho tiền nó xong giận nó, tại vì cho nó xong nó quên mình. Hoặc là có khi cho tiền của xong giận nó, tại vì nó lấy luôn, nó không chia cho đứa khác. Cho nên rốt cuộc đó, tiền của cũng là cái rắc rối. Cho nên mà có pháp tài là giải quyết được hết, còn có tiền tài chưa chắc. Rồi thứ hai là mình phải nhớ gì? Nhớ mình là mình, nhớ mình bình thường. Nhớ gì nữa? Nhớ rằng mình có thể sai, chắc gì mình đúng hết đâu. Cho nên cái người mà luôn luôn nhớ mình sai là lời nói khiêm cung. Thí dụ như người ta viết một quyển sách, trước khi chấm dứt quyển sách, trước khi vô đề, người ta viết cái lời tựa. Và cuối cái lời tựa đó ta nói như thế này: dẫu cố gắng hết sức, nhưng sức người có hạn, kính mong các bậc cao minh chỉ giáo, để lần tái bản sau này được hoàn hảo hơn. Cái người viết sách đó, ta hay viết mấy cái câu đó. Mà chính cụ Nguyễn Du, khi cũng viết tác phẩm Truyện Kiều xong rồi, cũng kết thúc câu chuyện bằng mấy câu: lời quê chấp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Cụ Nguyễn Du cũng muốn nói thế, chính là cụ thực hiện cái này. Mà hơn nữa đó, tác phẩm Truyện Kiều mình khen là văn chương hay, nhưng mà chính tác giả phải khiêm cung. Thôi ba cái lời quê của tôi, lời quê chấp nhặt đông già, dông già. Quý vị ơi, đọc cho vui đi, cho nó lấp cái khoảng trống vài canh cũng được, mua vui cũng được một vài trống canh. Con cóc á, hay là con ếch mà nó ngồi dưới đáy giếng á, nó thấy giếng bao nhiêu? Nó thấy giếng đủ cái lõm của cái giếng thôi. Nhưng mà con cóc nó lầm, hỏi nó bầu trời ra làm sao, nó nói tròn do bằng cái miệng giếng. Nhưng mà thiệt sự bầu trời thì mến, mến máu. Còn mình là con cóc ngồi đáy giếng thì thấy bao nhiêu đâu. Cho nên người ta hay nói tôi là con cóc ngồi đáy giếng, nghĩa là cái thấy của mình nó limit. Nhớ rằng mình có thể sai, và chính như vậy cho nên mình luôn luôn sống bằng cái hành khiêm cung, và không bao giờ xỉ vả và cho người khác sai mà mình đúng. Mà nhiều khi mình càng lúc mình có đúng chừng nào mà mình xỉ vả người khác, cái sai nó ngay trước mắt. Người ta không thấy ai sai mà thấy rõ ràng anh là người có học có biết, mà tại sao anh nói lời như vậy. Cái sai mình sờ sờ đó rồi. Cho nên nhiều khi cái đứa nó sai mà nó lại thành đúng. Còn mình là người đúng mà rốt cuộc cái lỗi về mình, là vì mình không thấy được cái điều cần thiết mình phải làm. Thì đó là cái điều Phong Hòa muốn chia sẻ với đại chúng nhân cái dịp cuối năm, và cũng là cái buổi sinh hoạt cuối cùng của Phong Hòa trong cái chuyến hoằng pháp tại Florida này. Và trong khi chia sẻ có điều gì sơ sót, kính mong quý vị hoan nghỉ cho anh như là không. Có một câu hỏi: con là Phật tử, đã quy y Tam Bảo, con phải giữ năm giới, nhưng con đã van vái cúng ông địa một con heo quay. Nếu con cúng trả lễ ông địa thì con đã phạm giới sát sanh. Nếu con không cúng con sẽ có tội. Vậy con phải làm thế nào? Xin thầy giúp con. Khấn ông địa cúng heo quay. Bây giờ là Phật tử ý thức rồi, không dám cúng, sợ mình phạm tội sát sanh. Mà không cúng thì phạm tội lường gạt. Lường gạt luôn ông địa. Thôi không sao, đem tiền nó đưa ông thầy. Thưa đại chúng á, không phải riêng mình khấn ông địa, mà mình khấn ông nào cũng vậy thôi. Nếu mà mình đã thành tựu được cái gì mà mình bây giờ ý thức là
ngày xưa con không hiểu đạo, con cúng, con nguyện cúng gà, cúng vịt, cúng heo, cúng những cái gì mà nó không có được gọi là lành mạnh, thì bây giờ con hiểu rồi thì con xin phép, con xin cúng ngài dĩa trái cây hay là tạ một mâm cơm. Thật sự khi mình trình, lúc mình có sự mình cầu thì cũng từ cái tâm của mình. Bây giờ mình ý thức, mình hiểu đạo, mình cũng trình bằng cái tâm mình. Con có khả năng cúng heo, nhưng mà con muốn cúng là tại vì con làm như vậy thì con lại càng mang cái tội, mà hơn nữa con bảo đảm không có ông địa, ông thần tài nào mà phạt, mà quở mình nếu mình không cúng đúng vậy hết. Tại mình tự hứa mình cúng chứ không có kiểu đâu, phải không? Thì bây giờ mình cúng là do mình phát nguyện, nhưng mà bây giờ mình do cái nguyện này mình hiểu đạo, mình ý thức, mình cúng trở lại một cách chân chánh. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy là trên cái phương diện gọi là tục đế mà nói đó. Tục đế mà nói là có khấn, có hứa là phải cúng đó. Chứ còn đó ở trên phương diện chân đế mà nói, ông địa nào phù hộ đâu. Nếu mà ông địa ông phù hộ được cho mình thì cái ông làm ra ông địa phải giàu hơn mình. Cái ông mà làm ra tượng ông địa, tượng thần tài bán cho mình đó, ổng còn làm ra được ông thần tài ông bán cho mình thì ông thần tài nào đổ cho mình. Trên phương diện tục đế có hứa phải có cung, Lâu Hòa trả lời vậy đó. Còn nếu mà chân đế mà nói đó là quý vị không cúng cũng sao, mà làm vậy mình tâm mình đâu có yên, phải không? Mình hứa mà, thôi bây giờ cúng dĩa trái cây đi, rồi dư cái tiền đó đó quý vị làm việc thiện, đi cứu cho người nghèo, nó còn quý hơn cúng con heo nữa. Giết một con heo xong gần 100 người ăn, chi bằng heo khỏi cần giết mà 100 người vẫn có ăn. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên Pháp Hòa nói thế nào là chân đế, cái nào là tục đế. Chân đế là cái tột cùng, cái đạo lý sâu xa bên trong. Còn cái tục đế là thế gian, nói là thế gian, nói bình thường vậy đó. Hứa ông thần cái lại cúng, nếu mà mình cúng vậy linh đó, ông đó là ông hối lộ. Nếu mà nó giải thích cho đúng vậy đó, tự nhiên mình hứa xong rồi phù hộ mình mới cúng, rồi không lẽ bây giờ không cúng ông phạt mình sao? Phải không? Cho nên thưa đại chúng là mình nguyện, mình hứa thì mình phải làm theo cái thế gian của mình. Nhưng mà bây giờ mình đã hiểu được cái đạo lý thì mình cứ cúng cái gì trong cái khả năng của mình, là không phải là mình quên, mà mình không muốn làm sai nữa. Phong ví dụ vậy nè, con của mình đó, hồi nhỏ nó làm gì đó cái mình nói con làm, con nghe lời mẹ đi, rồi lớn lát nữa mẹ cho con lon bia. Cái nó làm xong lát cái mình phải cho nó lon bia sao? Mình có thể mình nói cho nó biết là cho nó cái khác. Nói cái chuyện này mới đây có câu hỏi nè, thưa thầy, Phật có nói dối không? Phật có nói dối. Mà cái nói dối của Phật là không phải vì thỏa mãn cho chính mình, mà vì cứu khổ chúng sanh. Nè, Phật thấy một đám con nít trong nhà lửa, như cái ông già thấy đám con nít trong nhà lửa, rồi nói con ơi con chạy ra đây đi, trong đó nguy hiểm lắm, nó mê chơi nó không chịu ra. Bây giờ ông chủ mới đứng cửa nói con ơi con chạy ra đây, ba có rất nhiều đồ chơi nè, iPhone 5, iPhone 6, i7, for iPhone 8, I have everything you need. Nó nghe nó chạy ra khỏi cái nhà lửa đó, nó thoát được cái hết cái chỗ cháy nhà. Cuối cùng ra nó hỏi Daddy, mấy cái đó đâu? Ông nói không có gì hết con. Nhưng mà bây giờ á, cha sẽ cho con một thứ thôi, đó là iPhone 8. Hỏi xong đấy, ông trưởng giả có nói, có phạm cái tội nói dối không? Ông hứa ông cho ba bốn thứ mà cuối cùng ông không cho. Thì câu trả lời là cho dù ông không cho món gì, ông cũng không hề có tội. Chẳng qua ông nói như vậy là để dụ mấy đứa nhỏ ra khỏi cái nhà lửa nguy hiểm.
Lẽ ra nó phải biết cảm ơn ông nữa chứ tại sao nó lại còn đi trách? Đức Thế Tôn cũng như thế. Thấy chúng sanh đang trôi lăn chìm lặn trong cái chỗ khổ đau, cho nên mới kêu họ ra khỏi cái nhà lửa tam giới đó bằng cách là xe dê, xe hư, xe trâu, nghĩa là cho họ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa. Nhưng mà khi ra khỏi cái chỗ tột cùng, tu đến cái chỗ tột của đạo rồi, không có cho ba cái xe đó mà cho một thứ xe thôi, đó là Phật thừa, nghĩa là thành Phật. Cũng giống như mình bây giờ đó, giống như mình bây giờ vậy đó, niệm Phật để có xá lợi, niệm Phật để nửa chết tay chân mềm mại, đỉnh đầu nó nóng, ví dụ như đó. Nhưng mà thiệt sự cái đó, cái cứu cánh của mình là vãng sanh, cái cuối cùng là niệm Phật vãng sanh chứ không phải được mấy cái đó. Mà lỡ cái người nào không có được mấy cái đó được vãng sanh đâu, đâu phải mình niệm Phật là để vãng sanh, chứ đâu ai nói niệm Phật để được mềm thân, để niệm Phật để được nóng đỉnh đầu, niệm Phật để được có xá lợi, mà niệm Phật để vãng sanh. Vãng sanh là cái tổn cùng của người muốn niệm Phật, chứ còn mấy cái chuyện kia là hoại tướng, tướng tốt, được thì được, không được thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói một vị xuất gia tu hành, không lẽ vị đó bị tai nạn xe chết cái mình liền phán câu vị đó bị đọa sao? Cho nên không thể. Cho Đức Phật trên cuộc đời này đứng trên cái phương diện tục đế là có cúng nè, có khấn nè, có nguyện nè, có xưng nè, có thế này thế kia đó, chứ còn chân đế là không có mấy cái này. Chân đế là anh làm thì anh được, anh không làm thì anh không được, anh không cầu ai hết, ông xin ai hết, không ai cho được cái gì hết. Anh ăn thì anh no, anh không ăn thì anh đói, anh uống thì anh hết khát. Anh không thể nào ngồi tụng công thức mà anh hết bệnh, anh phải uống thuốc. Nhưng mà đối với con nít mình phải nói khác. Thì Phật đối với chúng sanh cũng như thế. Kính bạch thầy, xin vui lòng giải thích, mới vào tu được gọi là sa di, khi nào mới lên tỳ kheo, và khi nào thì được gọi là đại đức, và khi nào được gọi là thượng tọa? Chà, hỏi này chắc muốn đi tu à. Người mới vô tu thọ 10 giới trong vòng 5 năm, vị đó gọi là sa di. Chữ sa di là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch sa di có 3 nghĩa. Một là bỏ ác làm lành, hai là siêng năng cần mẫn, ba là ham thích sự vắng lặng. Đó là 3 nghĩa của chữ sa di. Dứt ác làm lành, siêng năng và thích sự vắng lặng. Thứ hai, nếu mình tu 5 năm mình học căn bản giới luật của người tu, tuổi đời phải đủ 20 trở lên. Tuổi đảng tức là thời gian mình tu 5 năm ít nhất, thì mình được sư phụ mình cho tới một cái giới đàn để được thọ giới. Cái giới đó gọi là giới tỳ kheo. Tỳ kheo là một cái hệ giới, và cái giới này là 250 giới. Còn sa di thì 10 giới. Còn nếu bên nữ thì gọi là tỳ kheo ni, 348 giới. Thì cái nhóm giới đó gọi là giới tỳ kheo. Tỳ kheo là gì? Tỳ kheo là tiếng Phạn. Tỳ kheo có 3 nghĩa. Một là phá ác, hai là bố ma, ba là khất sĩ. Đó là nghĩa của chữ tỳ kheo. Khi thọ tỳ kheo rồi thì tất cả các vị đều là đại đức hết, không có ai có danh từ gì khác, tất cả đều là đại đức hết. Và ngày xưa đệ tử của Đức Phật tất cả đều là đại đức hết. Và cái danh từ hòa thượng và thượng tọa chỉ sử dụng trong khi có những cái
cái đàn truyền giới thôi, chứ không có sử dụng trong đời sống hàng ngày của chúng tăng. Nhưng mà sau này Phật giáo thành lập gọi là giáo hội, thì giáo hội là phải có bylaw, tức là có nội quy. Thì trong nội quy đó quy định bao nhiêu năm là đại đức, bao nhiêu năm là thượng tọa, hòa thượng, là những danh từ mình mượn tạm ở trong kinh luật để mà tạm dùng trong vấn đề hành chánh trong đời sống của tăng đoàn. Chứ còn thật sự người tu rồi, một danh từ là đã đủ, tỳ kheo thôi. Đại đức cũng là tỳ kheo, thượng tọa cũng là tỳ kheo, hòa thượng cũng tỳ kheo. Hay nói cho đúng hơn là đại đức thì cũng khất sĩ là xin ăn, thượng tọa thì cũng đi ăn xin, mà hòa thượng thì cũng xin ăn. Nhưng mà mình mượn cái từ đó ra để đi vào trong cái hành chánh giáo hội, để cho nó có thứ lớp, rồi quy định là một vị vừa thọ giới cho đến 40 tuổi đời chúng ta gọi là đại đức. Nếu vị đó 40 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo, tức là 20 năm thọ tỳ kheo và an cư kiết hạ, vị đó gọi là thượng tọa. Còn một vị tuổi đời 60 mà có 40 năm an cư kiết hạ tuổi đạo đó, thì vị đó chúng ta gọi là hòa thượng. Nhưng mà cái trường hợp này nó áp dụng cho ở đâu? Chỉ riêng của Phật giáo Việt Nam thôi, chứ nó không phải là cái luật chung cho tất cả Phật giáo trên thế giới. Phật giáo Việt Nam quy định, thành lập giáo hội rồi quy định cái truyền thống tấn phong của Phật giáo Việt Nam: đại đức, thượng tọa và hòa thượng. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa là mình tu là chỉ có một từ tỳ kheo để tu trọn đời thôi, còn tất cả những từ khác đều là danh từ hành chánh. Không ai đi tu mà chờ ngày lên đó hết, mà lên càng sớm thì lên trên kia cũng càng nhanh. Nó thám gì? Hôm qua Pháp Hòa về chùa Khánh Việt, thầy trụ trì cũng kêu: thượng tọa, thượng tọa. Pháp Hòa nói: bộ em đúc, em nhìn già lắm, em nhìn già lắm, sao mà cứ kêu em thượng tọa thế? Thật sự ra không ai tự xưng, mà cũng không phải tự nhiên đủ 40 tuổi đời, 20 tuổi hạ rồi ra tự xưng nha. From now on, I am thượng tọa. Mà lỡ người ta kêu đại đức, don't you know I am thượng tọa now? Không có ai nói vậy hết. Mình có một bác kia 83 tuổi, mình gặp mình gọi dạ chào bác, bà cụ hỏi mình: bộ tôi già lắm sao thầy kêu tôi bác? 82 tuổi mà chưa chịu già. Có nhiều khi mình già mà mình thích ta kêu bằng cô, thì chắc thầy cũng vậy thôi, kêu đại đức khoái lắm, trẻ. Nhưng mà thưa đại chúng, là cái từ mà dễ thương nhất, gần gũi nhất, bình đẳng nhất, thầy. Quý vị cứ gọi thầy đi là bảo đảm nhất. Ví dụ cái ông bà cụ kia 70 tuổi mới đi tu, đi lụm cụm cũng có dáng sư bà lắm. Thế mình nói dạ con chào sư bà. Cái bác công cô đó phải đứng chánh không? Dạ chưa, tôi chưa sư bà, tôi chỉ mới là bà sư. Bác công không? À, mình gặp gọi sư cô là tiện nhất. Cho nên cái chữ thầy là cái chữ gần gũi nhất. Quý vị cứ gọi như vậy là không sợ phạm, cũng không bất kính đâu. Còn khi nào mình biết đích thực vị đó là một vị hòa thượng thì mình gọi. Còn mình gọi lung tung cái tự nhiên ta thấy trong đạo mình nó lộn xộn, ai muốn kêu gì kêu. Mấy cái từ hòa thượng, thượng tọa là dùng trong hành chánh giấy tờ thôi, chứ thường ngày không ai nói vậy đó. Gọi gặp nhau là chữ thầy cho nó tiện, mà cũng chẳng ai đi tu để chờ cái ngày đó. Bạch thầy, xin thầy giải thích pháp tự, pháp hiệu, pháp danh và tên thật thì gọi là gì? Không hiểu phải không?
thầy còn không hiểu sao. Khi mình sanh ra đời, cha mẹ mình đặt cho mình một cái tên, cái đó gọi là thế danh. Tức là cái tên ở trần thế gọi là thế danh. Khi mình đi tu hay là mình quy y Tam Bảo, vị thầy đặt cho mình một cái pháp danh, mà thông thường là pháp danh là đặt theo dòng kệ truyền thừa của từ cái dòng phái nào, dòng thiền nào. Phóng vào ví dụ, có một dòng thiền, cái bài kệ là Đạo Bổn Nguyên Thành Phật Tổ Tiên, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên, Linh Nguyên Quảng Nhận Từ Phong Phổ, Chiếu Thế Chân Đăng Vạn Cổ Huỳnh. Bài kệ đó là mỗi một câu là một thế hệ đệ tử. Thì cái vị tổ đầu tiên có đạo hiệu là Đạo Mân, cho nên ngày bắt đầu cái bài kệ bằng cái tên của ngài là Đạo. Rồi tử của ngài, ngài cho chữ Bổn, Đạo Bổn mà. Rồi đệ tử của chữ Bổn là chữ Nguyên, đệ tử của chữ Nguyên là chữ Thành, đệ tử của chữ Thành là chữ Phật, đệ tử của chữ Phật là chữ Tổ, đệ tử của chữ Tổ là chữ Tiên. Cứ như thế mà cho xuống. Cho nên mình nghe các pháp danh người đó, mình biết người này truyền thừa từ dòng thiền nào và thế hệ thứ mấy. Và mình có rất nhiều dòng thiền, chứ không phải một dòng. Có dòng thiền là Tánh Hải Thanh Trừng, Thiệt Tế Đại Đạo Tánh Hải Thanh Trừng, Tâm Nguyên Quảng Nhuận. Cho nên ở đây có chùa Khánh Việt là thầy Nhuận gì? Thầy Nhuận Tính. Mà nếu đệ tử của thầy mà thầy cho đúng chữ và là chữ Đức, đệ tử thầy Nhuận Tính phải là chữ Đức. Tại vì Tâm Nguyên Quảng Nhuận rồi tới Đức Phổ Từ Phong, đệ tử kế thầy chữ Nhuận là chữ Đức. Cái gì đó. Thì cứ mỗi một cái đó gọi là pháp danh. Còn cái gì gọi là pháp tự? Pháp tự là nickname, cái tên gọi thường dùng. Thì mỗi một thầy tu có hai tên, một là pháp danh, hai là pháp tự. Nếu mình không xài pháp danh thì mình xài pháp tự. Ví dụ Pháp Hòa nè, Pháp Hòa là pháp tự, không phải pháp danh. Pháp Hòa có pháp danh trong cái dòng thiền của mình, nhưng mà tại từ nhỏ mình đi tu mình xài pháp tự thì mình xài pháp tự luôn, không cần đổi. Rồi khi nào á mà mình có những cái sở tu sở đắc gì đó, mình trình cho thầy của mình, thì thầy mình có thể cho mình thêm một cái tên nữa, cái đó gọi là pháp hiệu. Pháp hiệu là có thể là do thầy mình cho, hoặc cũng có thể mình tự đặt. Mình tự đặt cho mình một cái hiệu cũng được nữa. Cũng giống như người xưa người ta hay có mấy cái tên vậy đó. Húy là tên gì đó, hiệu là gì đó, và tự là gì đó. Thì một người tu á, trung bình là hai tên, tối đa là ba tên: pháp danh, pháp tự, pháp hiệu. Pháp hiệu là do có thể thầy mình đặt cho mình, vì cái sở tu sở chứng của mình gì đó thầy cho. Còn trong cái câu hỏi là pháp tự, pháp hiệu, pháp danh và tên thật thì gọi là gì đó. Thí dụ như mình gọi tên thật là thế danh. Ví dụ mình đọc á, Phật tử thọ tam quy y giới, pháp danh gì đó, thế danh Nguyễn gì đó. Thế danh là tên tục, tên đời. Kính thầy, xin thầy vui lòng giảng dạy tại sao trong mỗi buổi tụng kinh đều có phần tụng Đại Bi và Tâm Kinh Bát Nhã. Bởi vì đây là một cái nghi thức mà do các tổ soạn. Thưa đại chúng, quý vị nhớ là tất cả những nghi thức ngày nay nằm trong các chùa mà chúng ta tụng đó, Phật không có nói cái nghi thức nào hết đó. Tất cả nghi thức tụng niệm là do mình soạn. Soạn để làm gì? Soạn để thành một nghi thức hướng dẫn chúng ta có phương pháp tụng niệm mỗi ngày ở nhà. Vì sau này Phật tử về nhà tại gia tu tại gia,
Thì bây giờ muốn cho Phật tử tại gia có một cái gì để tụng niệm hàng ngày thì các tổ phải soạn thành một nghi thức. Cho nên nguyện đó gọi là nghi thức tụng niệm. Kinh nào mà chúng ta chọn trở thành một bài kinh mà chúng ta thường tụng mỗi ngày, kinh đó là kinh nhật tụng. Nhật là mỗi ngày, nhật là ngày, tụng là tụng niệm, nhật tụng là tụng mỗi ngày. Ví dụ như có nhiều vị sẽ chọn kinh Pháp Hoa, thì kinh Pháp Hoa là nhật tụng của mình. Có vị chọn chú Đại Bi, mỗi ngày trì 10 biến, thì chú Đại Bi là nhật tụng của mình. Nhưng mà ngày xưa chư tổ sắp xếp một nghi thức, một cái thời kinh đều sắp Đại Bi chú và Bát Nhã tâm kinh để nói lên hai cái ý nghĩa trong sự tu hành. Cái thứ nhất, thứ nhất là khi chúng ta tẩm lễ Phật rồi, chúng ta sắp sửa bước vào một thời kinh, thì chúng ta nguyện rải lòng của mình hội nhập vào cái hội Đại Bi tình thương rộng lớn của chư Phật. Và sau đó chúng ta đi vào thời kinh. Và bất cứ thời kinh gì chúng ta tụng xong thì kết thúc bằng một bài Bát Nhã, ý muốn nói rằng tất cả những cái chúng ta học, chúng ta tụng, chúng ta đọc nãy giờ, hay thậm chí chúng ta thâm nhập nghĩa lý, và cuối cùng chúng ta phải vận dụng trí tuệ Bát Nhã để soi sáng từng giáo lý, để cho chúng ta vượt mọi chấp trước. Không, và ví dụ trong kinh nói á, người nào muốn hết bệnh phải tạo 7 đức Phật dược sư, trước mỗi vị đặt 7 ngọn đèn, cái lượng của mỗi ngọn đèn phải lớn bằng bánh xe, đốt 49 ngày đêm ánh sáng không dứt thì người đó mới hết bệnh. Bây giờ mình thấy là mình làm nổi rồi đó. Đèn ở đâu mà đèn lớn như bánh xe, mà lớn như bánh xe mà đốt kiểu đó nó cháy nhà chứ hết bệnh gì nổi. Bệnh đâu không hết mà thấy có nhà không có nhà ở rồi đó, phải không? 49 ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt 49 ngày đêm ánh sáng không nhá. Nhưng mà Bát Nhã cho chúng ta thấy, ồ, đèn là trí tuệ khai tâm. Đèn là trí tuệ khai tâm, cho nên kinh nói, nhưng việc ấy chỉ có vua quan cư sĩ đại gia, nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì vậy mà chỉ cần sửa chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai, tẩy giặt thân tâm, đoạn tiệm các ác pháp, hề không làm lại. Đó là cúng rồi đó. Bát Nhã cho mình thấy làm được thì làm, còn quan trọng nữa là tẩy rửa thân tâm, tu sửa ác pháp, hề không làm lại. Sám hối như thế, tội nào mà không hết. Các vị Bồ Tát tịnh danh còn phải khen cái pháp sám hối đó. Đó, Bát Nhã tâm kinh cho mình soi sáng. Có những cái nói sự, nhưng mà giờ mình ứng lý. Bát Nhã tâm kinh cho mình vượt hết những cái chính đắc, để cho mình cái trí tuệ sáng suốt. Cái thứ hai nữa là gì? Mình tụng xong mình nói trời ơi khó quá, khó quá. Cuối cùng Bát Nhã nói không đâu, không đâu. Bát Nhã này là thị đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng chú, là vô thượng đẳng chú, năng trừ tất cả khổ, nói thật không có nói dối, chân thật bất hư. Chú này là gì? Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Ủa con tụng mấy chục năm mà con không thấy đế, rượu đế thì thấy mà yết đế thì không. Bây giờ mình hiểu. Cố gắng, cố gắng, gọi là yết đế đó. Cố gắng hơn nữa là ba la yết đế. Cố gắng thêm hơn nữa là ba la tăng yết đế. Hạnh phúc quá, tới bờ bình an rồi, bồ đề tát bà ha. Trời ơi, nó ngồi nó nói. Có những cái mà mình nhịn không có nổi, rồi mình tự mình vuốt cái ngực, mình nói cố gắng, cố gắng, cố gắng thêm chút nữa. Nó nói hoài, mình không trả lời, nó bỏ đi rồi.
Bây giờ mình nói sao, thở cái phào, trời ơi bồ đề rồi, ta bà ha rồi. Đó. Vậy thì cái bát nhã mà Phật muốn dạy chúng ta là gì? Là sự cố gắng, cố gắng. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, thiếu tinh tấn, bố thí không được. Thiếu tinh tấn, trì giới không xong. Thiếu tinh tấn, nhẫn nhục không hết. Thiếu tinh tấn, mấy cái độ kia không có. Cho nên tinh tấn độ được, giúp cho mình thành tựu được tất cả. Bởi vì sự tinh tấn, thí dụ bây giờ mình bố thí mà không tinh tấn là người ta khen thì tiếp tục, mà người ta chọc mình buồn cái không cho nữa. Nhưng mà tinh tấn thì sẽ không như vậy. Dù người ta khen mình, dù người ta chê mình, đó là chuyện của họ. Nhưng mà thực tế trong đời sống họ là họ vẫn cần mình giúp. Mà mình có thể giúp là phải giúp. Còn cái chuyện họ nhớ mình như thế nào, đó là chuyện của họ. Không có tinh tấn là không làm được. Mà không có bát nhã thì không tu hành gì được hết. Không có bát nhã thì không có trí tuệ sáng suốt. Tu tới đâu thì dính mắc tới đó, đau khổ lắm. Cho nên chư tổ sắp xếp thời kinh vậy đó. Bây giờ Pháp Hòa nói cái này, quý vị sẽ thấy cái hay của các tổ. Khi bắt đầu mình làm Phật tử, mình quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Xong rồi, khi vào thời kinh, lễ Phật đảnh lễ 3 lần. Chí tâm đảnh lễ tận hư không biến pháp giới gì đó. Rồi chí tâm lễ ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni đương lai hạ sanh gì list một lô. Rồi chí tâm tỉnh lễ Tây phương cực lạc thế giới gì đó. Các vị Phật đó là tam bảo của tướng, của tánh, của danh hiệu. Nhưng mà trước khi đi vào kinh phải mượn hình tượng của các, mượn danh hiệu của các Phật đó, các Bồ Tát đó để dẫn mình vào trong tu hành. Nhưng khi mà mình thành tựu được rồi, cuối cùng mình phát hiện một điều là a thì ra tam bảo tự tâm. Cho nên cuối thời kinh tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Nhưng mà anh không thể tự quy y lúc vào cửa, anh phải mượn tướng vô đây trước, xong rồi anh tự quy y. Cũng giống như mới bước vô cửa không biết ghé ở đâu, phải có người dẫn mình vô ghé ngồi. Vô ghé ngồi rồi đừng nương tựa người dẫn nữa, mà bây giờ chính anh phải nghe để hiểu, tự quy y cái tánh nghe của mình. Quý vị hiểu không? Bước đầu vào đạo thì phải có tướng quy y, nhưng mà sâu sắc rồi là tánh, tự tánh quy y. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói quy y Phật là gì? Quy y Phật là quy y giác. Quy y Pháp là gì? Là quy y chánh. Quy y Tăng là quy y tịnh. Người nào mà sống có giác, có chánh, có tịnh thì người đó quy y Tam Bảo. Vì Phật là giác ngộ, người sống tỉnh giác là quy y Phật. Giáo pháp của Phật là chân chánh, mình sống đúng đắn là mình quy y Pháp. Mình sống thanh tịnh là mình quy y Tăng. Nhưng mà không thể nói vậy rồi bỏ tướng. Cho nên đầu tiên phải có tướng, tướng quy y. Giống như thầy tu nội tâm thầy sao không biết, nhưng mà tôi kính thầy là tại vì đầu thầy còn cạo, thầy còn mặc áo, tôi kêu thầy. Cái tôi nhìn tướng tôi kêu tên. Mà nếu mà giờ thầy không, thầy để tóc, thầy mặc đồ thường, tôi kêu anh. Thầy nhìn tướng này sao kêu thầy được, nó vậy đó. Cho nên là mình nhìn tướng mình kêu tên. Thì chúng sanh mình mượn tướng mà vào đạo. Mượn cái tướng mà vào. Thôi bây giờ mình giúp cho câu hỏi này bằng tiếng Anh đi, rồi mình dừng, tại vì cũng còn mấy câu nữa. Mà nếu mình nói tiếng Việt nữa thì sẽ dài lắm. How to not suffer from attachment, especially family issue. Làm sao con có thể không đau khổ bởi những cái dính mắc, đặc biệt là người thân, dính mắc với người thân. There are two ways that you can practice. When you have your relatives, your family,
And you know that you have the connection with them in blood, in spiritual. So when you still be with them or they still with you, try to treat them and love them and do whatever you can for them as the best as you can. So one day, if either you leave this world, this life, or your loved one did leave this life, there is nothing you regret because you have done all your best to that person. One thing you cannot refuse, one day either that person leave you first or you leave that person first. And this is the reality. You cannot change this, this real. So what you can do is, while we still together, let's happily, completely be there for each other. This is what we call non-attachment. You do, but nothing you attach. Secondly, if one day they are no longer with you, you cannot communicate with them in person, in physical form. But you should know that even they die, but they never die in you, because their blood still circulate in you. Their words, their love, always in you. So you should know that this physical form is limited. But your continuation between you and your family, unlimited. So even your mom, your dad, your grandparents pass away, but you should learn and practice that they never die in you, because you carry their blood now. And you also can see that their teachings, their love, their smile never die in you. Attachment or non-attachment doesn't mean you try to get rid of something, but you be with everything, but you are not attached, because you know the purpose of it and the reality that one day everything has to be leave, even us. Not only relationship, even all the material life. None of the things that we can keep forever. You can see that we still using iPhone 7. It's not broken yet, but now it's a little bit old fashioned. Now they start to have iPhone 8. Some people, they willing to throw the iPhone 7 away, willing to take the 8. What I mean is, sometime in this life, we have to learn that none of the thing can stay forever. Everything will be changed. And because everything changed, that's why we'll be there wholeheartedly before it changed, especially our loved one. I have the misfortune that my grandparents, my mother's side, they both died when they were very young. So now, when I grow up, I have enough capacity to support them, but they are no longer there for me to support them. Because when my grandparents very sick, and because we live in a poor condition, we don't have enough financial to support for their medications. Now I am unable to support them physically, but I know that my daily practice, I also carry my grandparents with me anywhere I go. So what you can practice is be there for your loved one, but you take them in your heart eternally. Attachment is not mean you detach from everything, but there's nothing that can suffer us. There was a young man who watered flowers. There was a person who passed by and said, "Hey, if you know it's fake, why you have to water?" The young man answered, "Yeah, because it's fake, that's why I water it." We know it's all fake, but we need this fake temporary to be used. And if we destroy everything because it's fake, then there is nothing that we can do. If we build a temple and we say, "Oh, I worry for my future.
I don't know who can be run the temple after me. If you think of that, you will waste your lifetime. You never done anything. Let's do it, whatever you can. And don't worry, somebody will be your continuation sooner or later. So what you live is right in the present moment, what you can do for others. You don't see them in form, but you can see them, can meet them spiritually. Thank you for your question and your listening. Thưa đại chúng, câu hỏi cũng còn hơi nhiều. Mà nếu mà mình tiếp tục nữa thì thời gian không có đủ. Thì thôi bây giờ Pháp Hòa xin phép là cho Pháp Hòa giữ lại những câu hỏi này. Rồi Pháp Hòa sẽ trả lời những câu hỏi này ở những cái buổi pháp thoại khác. Có thể ở chùa Trúc Lâm ở bên Canada. Trong những ngày sinh hoạt, ngày Chủ nhật, Pháp Hòa sẽ trả lời những câu hỏi này. Trong những cái băng đó thì hy vọng quý vị sẽ nghe những cái bài đó rồi mình sẽ được giải quyết theo cái khả năng của Pháp Hòa. Thì nếu muốn hỏi thì rất nhiều, nhưng mà không có hỏi thì mình không có chuyện để nói đó. Cũng phải có hỏi, ít nhất cũng giải quyết được một số câu mà mình cần trả lời. Thì cảm ơn đại chúng, đặc biệt là sư cô trụ trì ở Ni Viện Quan Âm, cũng như tất cả quý Phật tử trong ban hộ trì cho chùa, cũng như ban tổ chức, tất cả quý Phật tử xa gần trong suốt thời gian Pháp Hòa ở đây, từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai là 4 ngày. Quý vị đã thể hiện tình thương bằng cách là lo lắng chăm sóc cho Pháp Hòa, cũng như là tổ chức, cũng như là tham dự những buổi sinh hoạt này. Trước khi mà Pháp Hòa ra về vào sáng ngày mai, nhân cơ hội này xin chúc toàn thể đại chúng và gia đình bước sang năm mới 2018 thân tâm được an lạc, gia đình được bình an hạnh phúc, và nhất là sự nghiệp tu hành của mình trong năm mới này mỗi ngày mỗi thăng tiến. Nếu năm nay mình dậm chân chỗ thì nhớ năm tới mình phải tiến lên, đánh bài có chơi tiến lên thì tu hành phải tiến lên, mình có tiến thì mới có tới. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh đó, nếu hôm nào mình tu mà mình mệt mỏi giống như người chèo thuyền mỏi tay, đừng buông chèo. Buông chèo là nó đẩy mình liền, lui liền, lập tức cắm cái chèo ngay tại chỗ. Dù không đi tới được nữa nhưng ít nhất cũng còn ngay đó. Mẹ là nước trôi gió đẩy, phải không? Hết mệt rồi dở dùi chèo tiếp. Sự tu hành như người chèo chiếc một cái thuyền đất mà đi qua bên sông. Quý vị tin nổi không? Thuyền đất sao qua sông? Nhưng mà nếu mình ở trên thuyền đất mà qua sông thì mình tự phải biết thuyền này sẽ rã, cho nên phải chèo cho gấp, cho lẹ để qua được bờ bên kia. Ngày nào tụng kinh cũng nguyện làm bạn với Bồ Tát Bất Thối. Bất Thối Bồ Tát Vi bạn lữ, mà Bồ Tát bạn của mình thì không thối, mà mình thì tự thối. Nó thôi chị đi đi để tôi về. Thì cái này là mình biết mình thối rồi đó. Thối, bất thối có ba thứ: một, nguyện phải bất thối; hai, hạnh phải bất thối; ba, vị phải bất thối. Nguyện mình không lui sụp thì nhất định hạnh của mình sẽ không lui sụp. Mà nguyện và hạnh không lui sụp thì nhất định quả vị sẽ không lui sụp. Cho nên nói về bất thối thì có ba loại: nguyện bất thối, hạnh bất thối và vị bất thối. Xin chúc cho đại chúng năm mới này bất thối.